Trưa mùng 10 tháng 8, ông Phạm Cao Lâm, đội trưởng đội quản lý trật tự đô thị thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận thông tin một thượng tá cảnh sát giao thông cùng giám đốc sở xây dựng Quảng Ngãi đã cứu ba mẹ con bị đuối nước. Sự việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 50 phút cùng ngày, chị TTT 36 tuổi, trú tại xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, cùng hai con nhỏ 9 tuổi và 5 tuổi ra biển Mỹ Khê ở xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi tắm mát. Trong lúc tắm, cả ba mẹ con bị sóng cuốn. May mắn thời điểm này, Thượng tá Vũ Thanh Giang, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng ông Trần Văn Mẫn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh, phát hiện nên đã quăng phao hỗ trợ giữ ba mẹ con khỏi bị sóng cuốn ra xa bờ. Sau đó, các thành viên của đội cứu nạn đã phối hợp ứng cứu kịp thời. Sau khi đưa vào bờ, sức khỏe của ba mẹ con đã ổn định. Ông Phạm Cao Lâm, đội trưởng đội quản lý trật tự đô thị thành phố Quảng Ngãi, khuyến cáo người dân và du khách khi tắm biển thì cần quan sát và chọn điểm tắm nơi đông người để tránh đuối nước. Nên tắm biển vào thời gian có nhân viên trực cứu hộ, cứu nạn, buổi sáng từ 4 đến 8 giờ, buổi chiều từ 15 giờ đến 18 giờ. Sáng 10 tháng 8, Công an thành phố Hải Phòng cho biết lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vừa kịp thời dập tắt đám cháy tại một nhà dân. Có 3 người bị bỏng nhẹ, tự thoát ra ngoài và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp. Khoảng 2 giờ 50 sáng mùng 10 tháng 8 nhận lệnh điều động từ Trung tâm 114, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực 1 và Công an quận Ngô Quyền đã cử lực lượng cùng phương tiện tới số nhà số 43/47 Lê Lai, phường Máy Chai. Khi họ đến hiện trường, đám cháy từ khu vực bếp tầng 1 đang lan lên các tầng phía trên. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng tiếp cận hướng cửa chính qua cầu thang bộ và mái nhà các hộ dân lân cận. Vụ hỏa hoạn được dập tắt vào khoảng 4 giờ, sau đó các lực lượng tiếp tục phun nước làm mát và tổ chức thoát khói. Đến 5 giờ thì kết thúc các hoạt động. Vụ hỏa hoạn xảy ra trên diện tích khoảng 80m2. Lực lượng chữa cháy đã kịp thời bảo vệ, không để cháy lan sang hai gian ở tầng 1 và các hộ dân lân cận. Trên tầng 2 của ngôi nhà có quây tôn, lồng sắt nhưng đã mở ô cửa thoát. Công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ngày 10 tháng 8, bà Hà Thị Phúc, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ ngày 9 tháng 8, đơn vị đã triển khai cho gần 800 người dân khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát uống thuốc dự phòng bạch hầu theo phác đồ của Bộ Y tế. Bà Phúc cho biết sau khi ghi nhận 3 người dân mắc bạch hầu vào ngày 5 tháng 8, 1 người và ngày 8 tháng 8, 2 người, thì đến ngày 10 tháng 8 chưa ghi nhận thêm ca mắc nào. 21 người là F1 của bệnh nhân đầu tiên ghi nhận ngày 5 tháng 8 đang được cách ly, theo dõi và sức khỏe vẫn bình thường. Trước đó, ngày 5 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa ghi nhận chị PLM, 17 tuổi, ngụ ở phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, mắc bệnh bạch hầu. Bệnh nhân M đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Hà Nội. Sau khi phát hiện ca bệnh bạch hầu, lực lượng chức năng tiến hành truy vết ghi nhận có 23 F1 của bệnh nhân M. Đến ngày 5 tháng 8, ghi nhận 2 người thân là F1 của bệnh nhân M mắc bạch hầu. Hai bệnh nhân này đang được điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy ngày 1 tháng 8, bệnh nhân M có biểu hiện đau rát họng, dùng thuốc nhưng không đỡ. Đến ngày 4 tháng 8 đến khám tại một phòng khám tư nhân ở Mường Lát và được tư vấn đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa khám được và điều trị. Ngày 10 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tiến hành làm việc với gia đình người phụ nữ điều khiển xe ô tô chạy ngược chiều trên quốc lộ 13 gây xôn xao dư luận trong những ngày qua. Qua xác minh, người phụ nữ lái xe ô tô đi ngược chiều trên quốc lộ 13 có hộ khẩu thường trú tại phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến làm việc tại địa chỉ này thì không tìm thấy người. Tiếp tục điều tra, cơ quan công an đã đến nơi tạm trú của người phụ nữ tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và phát hiện chiếc xe ô tô trùng khớp với phương tiện xuất hiện trong đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Dù đã cố gắng liên hệ nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể liên lạc được với người phụ nữ này. Làm việc với gia đình, người thân cho biết gần đây người phụ nữ có những biểu hiện tâm lý bất ổn, thường xuyên viết những dòng chữ lạ lên xe ô tô. Hiện nay lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và đang tích cực tìm kiếm người phụ nữ để mời lên làm việc. Trước đó vào ngày 9 tháng 8, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ điều khiển ô tô biển kiểm soát 61K271XX đi ngược chiều trên quốc lộ 13 đoạn qua phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Lúc này người phụ nữ chạy sát con lươn nên các phương tiện khác phải né nhường đường vì sợ va chạm.
thời điểm xảy ra vụ việc đường có rất đông các phương tiện lưu thông. Để giải quyết tình trạng ùn tắc đăng kiểm, Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định của Nghị định số 139 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo hướng tạm thời không thu hồi chứng chỉ với đăng kiểm viên bị kết án treo. Cụ thể, theo báo cáo sơ bộ, tại Hà Nội có tới 55% đăng kiểm viên bị khởi tố và con số này tại Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 40%. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Giao thông Vận tải đang trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định số 139 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo hướng tạm thời không thu hồi chứng chỉ với đăng kiểm viên bị kết án treo hoặc cải tạo không giam giữ mà không cấm hành nghề, đồng thời không tạm đình chỉ trong thời gian 3 tháng đối với các đơn vị đăng kiểm có từ 2 đăng kiểm viên bị thu hồi chứng chỉ. Theo Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo đặc biệt là bánh trung thu tăng đột biến. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn Thực phẩm đã ban hành công văn số 1964 đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm. Theo đó, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai hoạt động thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Kịp thời truy xuất, thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng nếu có dấu hiệu hình sự đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tháng 7 là tháng đầu tiên trong năm 2024, kim ngạch xuất khẩu dệt may vượt mốc 4 tỷ đô la Mỹ và cũng là tháng có kim ngạch cao nhất từ tháng 8 năm 2022. Dù đạt kết quả khả quan nhưng theo ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, hiện kinh tế thế giới đang có nhiều biến động sẽ tác động đến các ngành hàng xuất khẩu, trong đó có ngành dệt may, đặc biệt là việc gia tăng rào cản kỹ thuật tại các thị trường nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam và doanh nghiệp trong nước đang thiếu thông tin về những biện pháp kỹ thuật này như đạo luật chống lao động cưỡng bức người Ngô Duy Nhĩ của Mỹ, đạo luật tra soát chuỗi cung ứng của Đức, chỉ thị tra soát chuỗi cung ứng của EU. Đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã đề nghị thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, nhất là tại những địa bàn là thị trường xuất khẩu lớn của ngành, nắm bắt thông tin, cảnh báo sớm để doanh nghiệp trong nước có biện pháp ứng phó.